giống như là đang không bao giờ gái nè tôi 11 giờ đó mà xong chính đơn tôi cổng 12 giờ ấy sang bên kia còn thằng nào nhận nữa đấy nó nghỉ hết thì mình đi ăn cơm thì còn nhà máy nó báo công ty lái xe tự ý bỏ đi ăn cơm anh sang kia sang nó gọi nó bảo thế chị không mở mồm mà chị trả lời bọn nó là lái xe nó là con người nó phải là máy móc đâu bây giờ nó áp tải mình ra đường cho mình dừng bắt mình sang bên đấy sang đấy thì nó cho mình vào đấy xong rồi về nó nói thẳng là lần sau mà cái kiểu mà nó không đi ăn cơm rồi đấy nó nhắn mình mới 11 giờ nó lần sau rồi đi ăn cơm mà gọi người khác chạy kho là như thế, kho là lúc nó cần này thì nó cứ bắt vào mà đến lúc đó nó mà đóng xong thì nó bắt phải ra ngay. Nghĩa là nó có người đi áp tải ấy. Ừ, nó cứ ừ, xong cái này nó không cần biết là như nào, nó cứ ra khỏi cái bến của nó là được. Nó áp tải từ này xưởng này sang bên tôi, giống như là sang đấy là nó áp tải đi vào cổng xong là cứ đấy. Thì này cứ ra khỏi bến của nó, đóng cửa các thứ là xong việc của nó. Chúng ra ngoài đấy ngồi thoáng, ra ngoài đấy nó điều hòa, ngồi nó mát không? Đâu đâu mà mấy ông ấy ngồi.